Bão Công Ray tăng cấp chóng mặt, nối đuôi ngay sau bão Trà My. Sau bão số 6 Trà My, cơn bão Công Ray tiếp theo đang mạnh lên nhanh chóng, có thể tăng cấp thành bão Cuồng Phong, ghi nhận nguồn tin từ báo Lao Động. Tin bão mới nhất của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines Pagasa cho hay, Công Ray, cơn bão nhiệt đới ở phía đông khu vực dự báo của Philippines PAR, dự kiến sẽ đi vào PAR trong đêm nay 26 tháng 10 hoặc sáng sớm mai 27 tháng 10. Theo dự báo bão của Pagasa, bão Công Ray sẽ dần mạnh lên và có thể đạt đến cấp độ bão nhiệt đới nghiêm trọng vào Chủ nhật 27 tháng 10 và trở thành bão cuồng phong vào thứ Hai 28 tháng 10. Khi vào PAR, Công Ray sẽ được gọi theo tên địa phương là Leon. Bão Công Ray hình thành khi Pagasa dỡ bỏ tất cả các cảnh báo xoáy thuận nhiệt đới liên quan đến bão Trà My, bão Christine. Sau khi bão rời PAR lúc 14 giờ ngày 25 tháng 10, đi vào Biển Đông và trở thành bão số 6. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, vào hồi 4 giờ ngày 26 tháng 10, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 114,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 230 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103-117 km/h, giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo đến 4 giờ ngày 27 tháng 10, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông. Trên vùng biển ngoài khơi, Trung Trung Bộ, cách Quảng Trị đến Quảng Nam khoảng 200 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103-117 km/h, giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 20 km/h. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng biển Trung Trung Bộ. Trong dự báo đáng chú ý, Pagasa cho biết bão Trà My trên Biển Đông có thể sẽ quay đầu chữ U vào dòng ngược chiều kim đồng hồ vào ngày 28-29 tháng 10 trước khi di chuyển về Biển Đông hướng tới Philippines. Tuy nhiên, kịch bản này phụ thuộc rất nhiều vào hành vi của bão Công Ray ở phía đông PAR và hành vi của các hệ thống thời tiết tổng thể khác xung quanh bão Trà My khi di chuyển ở Biển Đông, Pagasa cho biết. Các nhà khí tượng học gọi là sự tương tác của hai cơn bão nhiệt đới là hiệu ứng Fujiwara. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, khi hai cơn bão nhiệt đới xoay theo cùng một hướng đi qua đủ gần nhau, thì chúng sẽ bắt đầu tương tác dữ dội xung quanh tâm bão chung của chúng. Vào hồi 4 giờ ngày 26 tháng 10, vị trí tâm bão Công Ray ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc, 139,4 độ Kinh Đông, cách Trung Luzon của Philippines 1.845 km về phía đông, bên ngoài PAR, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão 65 km/h, giật 80 km/h. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 35 km. Đà Nẵng khẩn trương triển khai các phương án phòng chống cơn bão số 6. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều ngày 24 tháng 10, bão Trà My đã đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 6 trong năm 2024. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 118 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, ghi nhận nguồn tin từ Tạp chí Kinh tế Việt Nam. Theo dự báo, trong 24 đến 48 giờ tới, bão sẽ tiếp tục mạnh thêm, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 11-12, giật cấp 14-15, di chuyển theo hướng Tây về phía quần đảo Hoàng Sa, sau đó có thể ảnh hưởng đến vùng biển ngoài khơi và ven bờ các tỉnh khu vực Trung Bộ từ Hà Tĩnh đến Bình Định trong khoảng từ ngày 27 đến 29 tháng 10 năm 2024. Thực hiện công điện số 110 ngày 24 tháng 10 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động ứng phó với bão Trà My, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai các phương án phòng chống bão số 6 nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho hàng ngàn tàu cá của người dân và các phương tiện trên biển. Ông Lê Văn Tuyến, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã thống kê được 1.133 trên 1.159 phương tiện đang neo đậu tại các bến, chủ yếu là âu thuyền Thọ Quang và vịnh Mân Quang thuộc quận Sơn Trà.
Tính đến trưa ngày 25 tháng 10, thành phố Đà Nẵng còn 26 tàu thuyền với hơn 200 lao động đang hoạt động trên biển. Và đến thời điểm này, có 100% các phương tiện đang hoạt động trên biển đã nắm được diễn biến, hướng đi di chuyển của bão số 6, bão Trà My, thông qua các phương tiện liên lạc của ngành chức năng. Hiện các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đang duy trì thông tin, liên lạc với các tàu thuyền để cập nhật tình hình, hướng dẫn ngư dân phương án phòng tránh. Tùy vị trí tàu thuyền sẽ thông báo hướng dẫn di chuyển phòng tránh không đi vào khu vực nguy hiểm hoặc vào bờ để trú tránh an toàn. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã có công điện chỉ đạo triển khai các hoạt động ứng phó với bão Trà My có thể gây mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất. Đặc biệt, lưu ý việc sẵn sàng triển khai sơ tán nhân dân theo phương án đã được phê duyệt, nhất là các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Ông Nguyễn Đăng Quy, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, trong những ngày qua, thành phố đã liên tục kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn. Với số lượng lớn tàu cá, hàng ngàn phương tiện của Đà Nẵng và các địa phương vào bờ trú ẩn, nên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đã thường xuyên bám sát diễn biến, tình hình để hướng dẫn ngư dân thực hiện các biện pháp khi neo đậu tàu thuyền tránh trú, bão tại âu thuyền Thọ Quang và vịnh Mân Quang an toàn, đồng thời bố trí lực lượng thường trực để xử lý công tác phòng chống cháy nổ và giữ an ninh trật tự, an toàn tài sản của ngư dân. Xuất hiện tương tác bão đôi sau khi bão Trà My vào Biển Đông. Chiều 24 tháng 10, bão Trà My chính thức vượt qua kinh tuyến 120 và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 6 trong năm nay. Vào lúc 16 giờ, vị trí tâm bão nằm tại khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc và 119,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9, 75-88 km/h, giật cấp 11. Bão đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ từ 15-20 km/h. Theo dự báo, bão số 6 sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ trung bình khoảng 15 km/h và có xu hướng mạnh dần lên. Khi tiến gần khu vực phía đông của quần đảo Hoàng Sa, cơn bão này có khả năng đạt cường độ mạnh nhất với sức gió lên đến cấp 12, giật cấp 15. Báo điện tử Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các chuyên gia khí tượng cảnh báo trong những ngày tới, bão Trà My có thể gặp phải tác động từ hai hệ thống khác nhau. Cụ thể, bão sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc và hoàn lưu của một cơn bão mới đang hình thành ở phía đông Philippines. Sự tác động đồng thời của hai yếu tố này có thể dẫn đến những thay đổi bất thường trong hướng di chuyển của bão số 6. Đặc biệt, khi bão tiến qua quần đảo Hoàng Sa và vào khu vực ngoài khơi Trung Bộ, dự kiến sau ngày 26 tháng 10, tốc độ di chuyển của bão sẽ chậm lại, cường độ giảm dần và có khả năng đổi hướng. Hiện tại, khả năng bão đổ bộ vào đất liền vẫn chưa rõ ràng và cần tiếp tục theo dõi sát sao các bản tin dự báo thời tiết trong những ngày tới. Trong thời gian tới, nguy cơ lớn nhất trên biển vẫn là gió mạnh và sóng lớn. Từ ngày 24 tháng 10, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc biệt là vùng biển huyện đảo Hoàng Sa sẽ đối mặt với gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 8, 9. Sau đó, theo quá trình tăng cấp của bão, sức gió sẽ còn tiếp tục gia tăng. Ngoài ra, khu vực phía nam của Biển Đông cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi gió mùa Tây Nam mạnh cấp 6, gây ra biển động. Người dân, đặc biệt là ngư dân và tàu thuyền hoạt động trên biển, cần cảnh giác trước tình trạng gió mạnh và sóng lớn. Trước tình hình diễn biến phức tạp của bão Trà My, Thủ tướng Chính phủ đã phát công điện yêu cầu các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Phú Yên cùng các bộ, ngành liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Các địa phương được yêu cầu theo dõi sát sao diễn biến của bão và thực hiện các phương án bảo đảm an toàn cho người dân, đặc biệt là tàu thuyền đang hoạt động trên biển. Bão Trà My đang cho thấy những dấu hiệu phức tạp có thể hình thành tương tác bão đôi với cơn bão mới từ phía đông Philippines, cần theo dõi kỹ các dự báo thời tiết trong thời gian tới.